Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay có một cái rất là hay với Filmora nhé, kiểu phải chia sẻ với các bạn ngay. Đấy là làm nào để tạo cái hiệu ứng chữ 3D với phần mềm Filmora. Đây là phiên bản Filmora 12 ấy. Thì đây là cái bản beta cuối cùng mình sử dụng ấy. Và cái bản chính thức thì nó sẽ ra đời vào ngày mai, ngày 9 tháng 12. Tuy nhiên là chắc là bản chính thức thì nó sẽ y hệt cái bản này thôi. Đó là nếu như là các bạn nào mà muốn trải nghiệm cái bản beta ấy thì các bạn nhớ lên cái Filmora mà tải, hoặc là họ có gửi mail cho các email cho các bạn ấy, các bạn có thể tải hoặc đợi đến ngày mai cũng được. Và các bạn nhớ là nếu như các bạn mua Filmora bây giờ nhé, Filmora 11, thì các bạn có được quyền nâng cấp lên Filmora 12 hoàn toàn miễn phí, và kể cả các bạn mà mua trong vòng 90 ngày ấy thì các bạn cũng được nâng cấp lên hoàn toàn miễn phí. Để mình chỉ các bạn làm nào để tạo cái hiệu ứng 3D nhé. Có một cái chú ý nhỏ là nếu như mà các bạn tạo cái hiệu ứng chữ 3D ấy, thì các bạn phải có máy tính nó cấu hình nó mạnh một tí, vì thông thường ấy, những cái mà kiểu render 3D là nó kiểu hơi nặng. Ok, đây là giao diện Filmora của mình nhé. Hiện tại bản này mình đang dùng ấy, bản beta ấy, nó là bản 12.0.5. Đây là bản cuối cùng rồi, tại vì ngày mai nó ra bản mới rồi, không biết nó có ra đúng hẹn không. Ok, thì các bạn muốn tạo cái hiệu ứng chữ 3D thì các bạn sẽ có hai cách nhé. Đây là mấy cái ví dụ này, 3D title này, Jackie Nguyễn trông rất ngầu đúng không? Thì ví dụ mình sẽ xóa hết đi nhé. Đầu tiên, nếu mà cách thứ nhất để bạn tạo cái hiệu ứng chữ 3D là bạn cái dùng cái công cụ này, gọi là công cụ Quick Text. Thì bây giờ Quick Text thì các bạn nhấn vào sau bạn sẽ có cái Quick 3D Text đây nhé. Thì bạn nhấn vào đây, nó sẽ tạo cho bạn một cái chữ Hello. Đây là cái timeline, đây là cái title này. Đó, Hello. Title như này, đây là cái mặc định nhé. Hello là mặc định của nó. Đấy cách thứ nhất. Thế còn cách thứ hai, cách thứ hai thì bạn sử dụng một cái mẫu, sử dụng mẫu 3D thì các bạn đi đến title nhé, xong các bạn chọn là 3D title này, 3D title đúng không? Ấn vào đây, tức là chọn tiếp là title này, sau 3D title này, sau ví dụ bạn thích cái nào thì bạn search vào đây, nhìn này, wedding này chẳng hạn nhé, bạn thích cái nào thì bạn kích đúp vào. Bạn kích đúp vào để nó tải nhé. Và các bạn nhớ là khi tải thì các bạn phải có internet các thứ thì các bạn mới tải được. Ở đây có dấu ba chấm này, bạn có thể nhấn vào đây. Cái này là cái nút kim cương màu xanh này là hoàn toàn miễn phí các bạn nhé. Miễn phí các bạn có thể sử dụng. Thế còn nếu như mà nó ra thêm những cái mẫu mà kiểu mà có nút kim cương hồng ấy thì các bạn không nên sử dụng nhé. Đó, miễn phí. Nhấn vào đây. Nếu như bạn muốn thì bạn có thể tìm những cái tương tự vào đây, file similar ở đây. Tức là nó sẽ tìm những cái mà mẫu tương tự giống như cái wedding này. Đây, tất cả những cái này. Ok. Ngoài ra bên cạnh đó thì nếu mà khi mà bạn tải rồi ấy, bạn tải rồi nhá, thì bạn có thể nhấn vào cái nút này, Favorite này nhá, nhấn vào cái ngôi sao này, nó sẽ đưa vào cái phần này, folder, tức là đưa vào thư mục My này, Favorite này, đấy. Trong cái Favorite này thì bạn có thể tìm được thấy luôn cái mẫu này. Thì khi mà bạn muốn sử dụng cái mẫu này chẳng hạn thì bạn sẽ kéo và thả nó xuống timeline thôi, như bình thường thôi, giống như các cái công cụ chữ kiểu chữ bình thường ở Filmora. Đây là cái mẫu này, Golden. Rất là đẹp đúng không? Và bây giờ bạn có thể để video của bạn xuống ở dưới. Đây là cái title. Thế còn để mà tối ưu tùy chỉnh cái title này ấy, thì các bạn nhớ là các bạn kích đúp vào nhé. Kích đúp vào cái hộp title ở trên timeline này. Kích đúp vào cái hộp chữ này. Ở đây nó có mấy phần nhé. Một là basic này, hai là phần hiệu ứng này. 3D animation là phần hiệu ứng. Ở đây nó có mấy cái hiệu ứng thôi, 2, 4, 6, 8, 10, mười mấy cái. Thì bạn thích cái nào thì bạn có thể đổi. Bạn kích đúp vào bạn đổi nhé. Kích đúp vào cái animation để bạn đổi cái animation cho nó. Hiện ra kiểu 3D rất là đẹp đúng không? Đây là animation. Thế còn bạn muốn đổi chữ, đổi chiếc, các thứ, đổi phông, đổi viết ấy, thì bạn đi vào phần basic, phần cơ bản. Trong 3D basic này thì các bạn đổi, ví dụ chữ này mình muốn đổi thành e-learning chẳng hạn. Chữ e-learning chẳng hạn, sau đấy mình có thể đổi phông nó sang cái phông khác. Bạn thích chọn phông nào thì chọn này, yellow tail này, rồi các cái phông này, nhiều phông lắm. Thì các bạn thích thì bạn chọn nhé, chọn phông nào thì chọn là một. Với hai nữa các bạn có thể chọn cỡ, ví dụ chọn cỡ 100 chẳng hạn. Ok. Và bạn sẽ có thêm những cái preset nữa chứ. Trong cái template này sẽ có thêm cái preset này, gọi là 3D Material Preset. Ở cái preset này ấy, thì bạn có thể kéo đây, sau bạn nhấn vào cái nút này để bạn xem nó rộng hơn nhé. Thích cái nào thì bạn cũng phải tải, tải nó về. Đây là phần cơ bản. Thế còn nếu như bạn muốn đi vào cái phần nâng cao của cái này ấy, thì các bạn nhấn vào Advanced này nhé. Luôn luôn là nhấn vào Advanced ở chỗ này. Nhấn vào Advanced. Advanced thì nó vẫn thế thôi. Ở trong này nó có thêm mấy cái này. Một là các bạn có thể thêm được các cái chữ này. Ví dụ thêm cái chữ gọi là text box. Text box thì bạn ấn vào đây nó cũng cho bạn thêm chữ thường này, quick text là chữ thường, và 3D text tức là chữ 3D. Hai nữa là thêm các cái hình dạng này. Bạn thêm shape vào đây này, hoặc là thêm cái hình ảnh vào đây, hoặc là bạn xóa cái text đi cũng được. Đấy mấy cái thứ đấy. Còn tất cả cái này nó giống như cái thêm chữ bình thường. Ở bên phải này thì bạn có cái preset nhé. Cái này giống cái bên ngoài ấy, nhưng mà nó kiểu to rộng hơn. Bạn thích cái nào thì bạn tải nhé. Bạn ấn đúp vào.
ấn nút vào để tải và nó sẽ áp dụng cho cái chữ đang hiện ở trên timeline này. Đó. Đấy là preset e-learning rất là dễ. Trong phần customize này thì nó hơi hạn chế hơn cái phần chữ bình thường ấy. Bạn chỉ chỉnh được cái vị trí thôi. Alignment tức là chỉnh được vị trí, bạn ấn vào đây nó căn giữa này, căn trái này, căn lề phải này, căn dưới này, căn trên này, căn giữa này. Đấy, đấy là phần customize. Và cái phần animation này thì giống như cái ở ngoài nhá. Giống như cái ở ngoài có mấy cái thôi. Đó. 3D fly rồi là out này. Đây là in nhé. Còn cái phần out này, in là phần bay vào. Thế còn out thì có phần bay ra nữa. Bạn có thể thêm 3-4 cái bay ra này. Tức là in này, in là chỗ này nhé. Đây là cái hiệu ứng vào này. Đó. Thế còn đây là cái hiệu ứng ra nhé. Bạn chỉnh cái tốc độ của hiệu ứng ở hai cái thanh này. Đó. Còn cái preset này là cái nền này nhé. Cái nền mà có kiểu cái ánh sáng mà vàng vàng này gọi là preset. Nếu bạn không thích cái nền này bạn có thể xóa đi cũng được. Đó, nó chỉ còn cái nền đen thôi. Như này. Đó. Ok, bạn sau thích rồi thì bạn ấn vào apply. Apply thế là xong. Thế còn nếu như là bạn muốn lưu lại cái này để bạn sử dụng lần sau ấy, quên mất. Bạn ấn vào advanced này, ấn lại này, lưu lại sử dụng lần sau, bạn ấn vào chỗ này, save as custom sao bạn lưu vào chữ 3D đẹp chẳng hạn. Đó. Ấn vào ok thì lần sau bạn muốn dùng lại cái tương tự đấy thì bạn chỉ việc vào cái phần title thôi nhá. Ví dụ bạn chỉ vào phần title xong bạn trong phần custom này. Đấy bạn có cái chữ 3D đẹp, bạn kéo bạn thả xuống timeline thế này thôi. Ok, đấy là đơn giản. Đó. Đấy là làm nào để tạo cái hiệu ứng chữ 3D với phần mềm Filmora 12. Mình hy vọng là video này nó hữu ích với các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy thì các bạn có thể comment bên dưới, mình sẽ làm video hướng dẫn các bạn. Ok, còn bạn nào muốn mua bản quyền Filmora để mà xóa logo các thứ ấy, thì các bạn có thể xem thông tin mình đặt dưới phần mô tả nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.